Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên. Cây đang đâm lộc rất là mạnh nha mình nha. Cây một cốt lùng lực, rất lực cây nha mình. Cây rất chi là già luôn. Cây này có mã số là 658. Có số đo tổng hoành gốc là 111. Chiều cao là 55. Cây đang nằm bờ đất rinh 50x35 nhà mình nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 1.400k bao ship. Bao sống nhà mình yên tâm. Phôi cẩm thị phong thiên nhiên nhà mình nha. Đây. Cây đang đâm lộc rất là mạnh luôn nha mình. Lộc rất là mạnh luôn. Đây. Cột quá dữ nha mình. Rất là già cây luôn. Cái thằng này nó cũng liền luôn nha mình nha. Đây. Nó có đính một viên đá vào luôn nha. Đính cứng luôn á. Cốt lùng được, rất là già cây luôn. Rồi mã số 658, 1.400k bao ship. Cẩm thị, tên gọi khác là kim cương đen nha mình. Đây, thằng này khô lũa cho mình nha, khô lũa nè, cái mặt này khô lũa nha mình, thằng này cũng khô lũa nha, lọc đầm rất là mạnh luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn,